Thiên Triều xin được kính chào quý vị. Ngày hôm nay, Thiên Triều xin được đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ review một tính năng thông minh, độc quyền mà chỉ có trên chiếc ghế Pedispa Privé Lounge của công ty Luxor mà thôi, và cũng như là trên thị trường chưa một nơi nào có cả. Đó là hệ thống Thermajet giúp giữ nước luôn luôn ấm. Cái thời điểm mà Thiên Triều review cái tính năng này, thưa quý vị, cũng đã là tháng 11 rồi. Thì quý vị biết là tháng 11, thời tiết nó cũng thay đổi, một số nơi bắt đầu cũng lạnh hơn, và ở một số tiểu bang chuẩn bị đón những cái đợt tuyết đầu mùa. Thế thì cái hệ thống Thermajet này sẽ càng trở nên hữu dụng hơn nữa. Khi quý vị nhận những cái thùng hàng ghế Privé Lounge của công ty Luxor, thì quý vị mở ra, quý vị nhận được hai loại jet. Thứ nhất là cái EcoJet, rất là phổ biến ở trên thị trường mà Thiên Triều tin chắc là quý vị đã rất là quen thuộc rồi. Và trên tay Thiên Triều đây là cái cục EcoJet phiên bản mới nhất. Và phiên bản mới này nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều, đồng thời là chạy rất êm và đóng mở rất là dễ. Và cái nắp của EcoJet này không bị acetone ăn mòn. Và cái jet thứ hai trong hệ thống Dual Jet đó là Disposable Airing, và cũng đồng thời là cái Thermajet mà Thiên Triều đã nói vào lúc đầu. Thì với cái Thermajet này, thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo ra những cái bong bóng khí, và với một cái áp suất nhất định giúp massage dưới lòng bàn chân cho khách. Và đặc biệt là những cái bong bóng này là những cái bong bóng ấm, nó sẽ giúp giữ được cái nhiệt độ nước ở cái nhiệt độ rất là ổn định. Và một điều tuyệt vời nữa, thưa quý vị, khi mà chúng ta dành cho những cái tiệm ở những cái tiểu bang mà nó sẽ lạnh vào mùa đông đó, thì đây là một cái giải pháp tối ưu. Bởi vì sao ạ? Giúp cho tiết kiệm rất là nhiều. Tiết kiệm ở chỗ là chúng ta sẽ không phải múc cái nước nguội ra rồi phải châm cái nước ấm vào để tiếp tục giữ nước được ấm. Mà một cái nữa là sẽ tạo cái sự thoải mái, enjoy cho cái người khách hàng. Tại vì họ vừa được làm nail mà vừa được massage dưới lòng bàn chân, và cái nước của họ ngâm chân thì luôn luôn giữ ở một cái mức ấm rất là dễ chịu. Và cái Disposable Airing này, thưa quý vị, là được công ty Luxor thiết kế rất là bền bỉ. Quý vị có thể sử dụng một lần rồi mình bỏ đi, tuy nhiên vì cái sự bền bỉ này mà quý vị có thể tái sử dụng nhiều lần sau khi mà đã làm sạch nó rồi. Và bây giờ thì Thiên Triều sẽ show cho quý vị thấy là cái cách mà Thermajet hoạt động ở trên chiếc ghế Privé Lounge của công ty Luxor như thế nào. Đầu tiên, rất là đơn giản, chúng ta sẽ bọc liner vào trong bồn, sau đó gắn EcoJet. Tiếp theo là gắn tới Thermajet, thưa quý vị. Tất cả những chiếc ghế Privé Lounge của công ty Luxor thiết kế có một cái lỗ nhỏ ở bên phải của bồn. Chúng ta sẽ gắn cái tube của cái airing vào trong này, sau đó air drop vào ở dưới cái đáy bồn. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì là cái airing này, thưa quý vị, được thiết kế có một cái độ nặng nhất định, cho nên nó sẽ chìm ở dưới đáy bồn mà chúng ta không có cần phải gắn vào bất cứ ở đâu hết. Sau đó là chúng ta sẽ vặn nước vào. Tất cả những chiếc ghế Pedispa của công ty Luxor đều có hệ thống autofill, cho nên không có lo sợ là nước sẽ tràn ra ngoài sàn nhà. Trong khi mà chờ nước vào trong bồn thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị những cái equipment để làm cho khách. Sau khi hệ thống autofill hoạt động, nước đến một mức nhất định rồi, thì cái hệ thống mà EcoJet sẽ được tự động bật lên, thưa quý vị. Còn đối với cái Thermajet này, với một thao tác rất là đơn giản, chỉ cần nhấn vào cái nút Steam Heat là nó sẽ hoạt động rồi. Rất là đơn giản, và công thưa quý vị. Và một cái điều đặc biệt tiếp theo nữa là những chiếc ghế Privé với cái tính năng Thermajet này đó, đây là một cái tính năng thông minh, đặc biệt, độc quyền và mới nhất luôn. Cho nên công ty quyết định dành cho một chiếc ghế cũng đặc biệt nhất, chỉ duy trên chiếc ghế Privé Lounge của công ty Luxor mà thôi. Mà Thiên Triều cũng muốn chia sẻ thêm một điều nữa, thưa quý vị. Chiếc ghế Privé Lounge của công ty Luxor đã được Hoa Kỳ chứng nhận và bằng phát minh về cả cái thiết kế và sáng chế. Và tổ chức UL thì cũng đã kiểm chứng và đưa ra cái quyết định đây là sản phẩm an toàn toàn phần, cho nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Hiện tại là công ty Luxor đang có những cái promotion rất là hấp dẫn, cho nên là nếu quý vị đang có cái suy nghĩ muốn build một cái tiệm nail mới, hoặc là đã sẵn sàng thay đi những chiếc ghế Pedispa cũ ở trong tiệm, thì hãy liên lạc về 1-866-733-4772 hoặc là vào trang nhà của Luxor.com để có thể đặt mua những chiếc ghế Pedispa với hệ thống Thermajet. Và lần tới thì Thiên Triều sẽ lại tiếp tục review cho quý vị một cái tính năng thông minh độc quyền khác của những chiếc ghế Pedispa đến từ công ty Luxor. Bây giờ xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại.